Trước đó vào chiều ngày 10 tháng 7 tại chùa Pháp Hoa, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội đã sơ kết Phật sự 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai các hoạt động trọng tâm thời gian tới. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội đã hoàn thành nhiều kế hoạch trọng tâm như ra mắt ca khúc và nhạc phẩm Phật giáo Việt Nam, khảo sát đề xuất đặt trụ kinh chuyển pháp luân tại Ấn Độ, thẩm định đề cương kiến trúc Phật giáo Việt Nam, hoàn thành và công bố bộ nhận diện đại lễ Phật đản Phật lịch 2568, phát động sáng tác nghệ thuật, nhận thức Phật giáo qua văn hóa nghệ thuật, hoàn thiện hồ sơ và được cấp quyền sở hữu về trụ kinh và biểu tượng kiến trúc Phật giáo Việt Nam. Trong thời gian tới, Ban phối hợp với Viện Trần Nhân Tông và kênh VTV2 biên tập cuốn sách và phim song ngữ Việt Anh về 72 bảo vật quốc gia của Phật giáo, triển khai thực hiện đề án Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ tại tỉnh Bạc Liêu, tổ chức hội thảo và biên tập thực hiện cuốn sách với chủ đề Phát huy giá trị văn hóa phi vật thể Phật giáo thời Trần ở Việt Nam hiện nay và lên kế hoạch chương trình lễ thắp sáng tri ân mùa Vu Lan. Dịp này, Ban phát động chương trình sáng tác nghệ thuật với chủ đề Nhận thức Phật giáo qua nghệ thuật, âm nhạc, biểu tượng, thơ đối đến chư tăng ni, cư sĩ, nghệ nhân, văn nghệ sĩ khu vực phía Nam.